máy làm cỏ Thành View cho anh em một cái giàn phát cỏ, gọi là phát cỏ liên hoàn đó. Có nghĩa là khi mà nó phát một cái đầu này, bắt đầu nó cuốn qua một cái đầu bên kia, nó dồn vào bên này. Bên này thì nó có dao rồi nó phun lên cổ nó kia kìa. Thì em có mở ra để tí nữa em quay kỹ cho anh em tìm hiểu. Sau khi mà nó phun lên cái thùng này thì đầy thì anh em đổ ben luôn, rất là tiện lợi. Cái máy này là em nhập về làm mẫu nha anh em, cho nên là chưa có sử dụng. Thì anh em nào mà có nhu cầu thì cứ liên hệ em. Đó, thì bây giờ em quay một vòng chi tiết cho anh em xem. Đây là hai cây ti ben này. Khi mình cắm cái rắc vào máy cày á thì đầy á là anh em tự đổ. Đó, nó đổ ngược cái đó. À, đổ ngược về bên này. Đây ben nó lên bên này mà cơ, nó đổ qua bên này. Đây. Được không? Hình thức thì nó như vậy. Chiều ngang của cái đường cắt này là 1 mét ạ. Chiều ngang của đường cắt 1 mét. Đó, thì nó xài con dao giống y chang con dao chụp băm á. Thì cái này nó cắt được cỏ voi, cây bắp, cỏ tạp. Nói chung là nó cắt được tất cả các loại cỏ. Nó đa năng lắm ạ. Đây. Rất là đa năng. Đó, anh em gắn máy cày xong bắt đầu là khi mà đầy thùng là đổ cái nào vòng qua kia. Đó. Thì tất cả các cái này nó còn đầy đủ nha anh em. Nhưng mà em chưa có ráp vào, em chỉ để vậy để quay cho anh em kỹ cho anh em biết thôi. Đây, đây là cái chữ A của nó này. Cái đây là cái chắn là em chưa có ráp. Khi mà ráp vào á, thì mình chốt hai cái mắt trâu ở đây, chốt cái ắc nữa là ba cái giống như ở dàn sới thôi, không có gì phức tạp hết. Đó, đây hình thức nó như vậy. Sau khi mà nó đầu tiên là nó có một buồng cắt ạ, buồng cắt. Khi mà nó cắt kiểu này này, nó cắt kiểu này xong rồi nó hất lên vào cái thùng đó kéo qua bên này, lô bên này bắt đầu phun lên, cánh có cái quạt phun lên thì bên trên này nó lại có một cái dao băm nữa nha anh em, này, cái dao băm là có những cái con thanh dao này, đó, thanh dao là để chắn lại cho nó nhỏ mà, nếu mà anh em không thích thì anh em cứ rút ra, còn nếu mà cảm thấy nhuyễn nhỏ thì này cứ để vào, đơn giản thôi đó, thì cái ống của nó đây, có thể là xoay tất cả cổ đi lung tung các kiểu được hết. Con này em nhập vào, cái lúc mà nhập vào thì giá nó khoảng 105 triệu ạ. Về tới Việt Nam nhập Trung Quốc nha anh em. Nhưng mà bây giờ em bán với cái giá là cho anh em sử dụng là 68 triệu. Đó, hình thức như này. Đường dao 1 mét, mét là 1 mét của cái lưỡi. Còn bề dài khi ra đây nữa là chắc nó khoảng 1 mét 4 anh em ạ. Tổng thể của nó là dài 1 mét 4. Mới chưa sử dụng nha anh em. Nhập về bây giờ mà nhập như một chiếc như này anh em cứ lên Alibaba tham khảo á, thì nó khoảng 101 gì đó, khoảng 102 đến Việt Nam. Nhưng mà bây giờ em bán 68 triệu cho anh em nào gắn máy cày khoảng từ 4.000 trở lên nha. Máy này gắn khoảng 4.000 trở lên. Đây, ti nó còn nguyên ạ, chưa bóc tem luôn. Đó. Cứ gắn trực tiếp vào cái ống chờ người ta chờ sẵn ở trên máy cày á. Còn nếu mà anh em máy cày mà không có phải tự độ. Đây hình thức nó về như thế này. Cái thùng này chắc được khoảng 2 khối gì đó. 2 khối đổ ben. Rất là gọn gàng, phun lên thùng luôn. Làm được tất cả các loại cỏ. Nếu mà anh em nào có nhu cầu thì cứ liên hệ em quay trực tiếp, quay rõ hơn. Đó thì hình thức nó như vậy đó. Nó có một cây kẻ đăng đi cùng này. Đây cái đắc kẻ đăng của nó này. Các cái nắp gió này có đầy đủ hết nhưng mà em chưa ráp nhé. Cổ đây xoay được lung tung các kiểu. Đó. Nặng khoảng 300 kg ạ. Chưa sử dụng ạ. Em bán giá 68 triệu nha anh em.